Rồi, bây giờ chúng ta tiếp tục tới câu 44, tụi con tập trung nha. Câu 44 là một câu mà thầy muốn dạy tụi con một chút xíu lý thuyết trước, đó là gì? Số phức Z1 biểu diễn cho điểm A. Số phức Z2 biểu diễn cho điểm B. Thì từ đó suy ra modulus của số phức Z1 trừ cho số phức Z2 chính là độ dài đoạn thẳng AB. Ừ, chính là độ dài đoạn thẳng AB. Nhanh mấy đứa. Như vậy lý thuyết này tụi con nhớ giùm thầy để là lỡ ngày mai nó có ra thi á thì chúng ta cũng nắm cho thầy được là Z1 biểu diễn cho số phức điểm A là biểu diễn cho số phức Z1. Điểm B là biểu diễn cho số phức Z2. Thì modulus của hai số phức này trừ nhau chính là độ dài đoạn thẳng AB. Thì bây giờ ở câu 44 thầy sẽ gọi như sau nè. Điểm A là biểu diễn cho số phức Z. Điểm B biểu diễn cho số phức IZ. Điểm C là biểu diễn cho số phức Z cộng IZ, tụi con thấy không? Thì từ đó suy ra được thầy có cái gì nè. Tam giác ABC, tam giác này là tam giác ABC có diện tích bằng 18, như vậy thầy tính độ dài ba cạnh AB chính là modulus của Z trừ IZ. AC chính là modulus của Z cộng IZ trừ cho Z. Và BC chính là modulus của Z cộng IZ số phức thứ nhất trừ cho số phức thứ hai là IZ, được không theo? Và rút gọn. Như vậy tụi con thấy là cái này có Z làm nhân tử chung. 1 trừ y mà module của một tích là tích các module. Là module của 1 trừ y là căn 2. Cái này Z với Z hết rồi, còn IZ. Module của IZ chính là module y nhân module Z, mà module y là bằng 1 nên cũng là module Z. Và tương tự ở dưới cũng vậy, là rút gọn IZ rồi còn là module Z. Như vậy tụi con thấy, nói tóm lại thì viết rõ ra AB của chúng ta là gì? Chính là module Z nhân 2 căn 2. Và AC sẽ bằng BC vì cùng bằng module Z. Như vậy tụi con thấy đây là một tam giác gì mấy đứa à? Tam giác gì mà có hai cạnh bằng nhau là AB, AC bằng BC và cạnh còn lại là bằng độ dài cạnh đó nhân căn 2. Tam giác gì vậy ta? Ai biết? Tam giác gì mà có hai cạnh bằng nhau mà cạnh còn lại thì bằng độ dài hai cạnh đó nhân cho căn 2. Nhân cho căn 2 là nghĩ tam giác gì liền? Bảo Châu. Alo Bảo Châu, nghe Bảo Châu. Nó là tam giác chung cân. Nhớ chưa? Độ dài module hai cạnh bằng nhau thì suy ra cạnh còn lại bằng cạnh nhân căn 2 thì nó tam giác chung cân. Nên suy ra là diện tích của tam giác ABC chung cân á thì độ dài là bằng căn module này, có không? Module Z nè. Còn thằng này là cạnh huyền nè, bằng cạnh nhân căn 2 nè. Mà tam giác chung cân là nó vuông tại điểm C. Do đó nó bằng 1/2 cạnh góc vuông bình phương, là module độ dài là bình phương. Người ta cho bằng 18. Như vậy suy ra có phải là module Z bình phương đá 2 qua là 36 và lấy căn module Z sẽ bằng 6. Đáp án là câu A. Đáp án là câu A. Ủa KX là bạn nào vậy ta? Bạn này là KX gì con? Bạn nào KX nhắn tin thầy rồi. À Kim Xuyến.
Rồi tiếp tục nha. Câu 45. À, cái câu cái câu 45 thầy chỉ chúng ta làm nè. À, cái đây á, là một đường tròn đúng không? Chúng ta xác định tâm cho thầy đi. Tâm y là 5 trừ 4. Bán kính là bằng 3. Thấy chưa? Như vậy yêu cầu cái module này nhỏ nhất khi nào thì chỉ nè. Thì tụi con sẽ làm như sau. Nhỏ nhất khi nào đúng không? Nhỏ nhất bằng thì nó sẽ bằng R min á. Tuyệt đối của R trừ cho IM. Với M là cái điểm ở đây nè. M tổ dấu ra là bằng 2 trừ 8 tuyệt đối. Được chưa? Rồi tụi con thấy có y có m nè, tính y m thầy độ dài y m đi. Đó tụi con thấy có 45 á, y m thầy tính ra nha. Chỗ này y m tính ra nha, con thấy nha, y m là 5 trừ 2 bình phương lên là bằng căn lên nha, là 9 nè. 5 trừ 2 bình phương là 9 nè. Trừ 4, trừ 4 cộng cho 16. Trừ 4 trừ trừ 8 là cộng 4 là mình lên 16, thì vậy nó bằng 5. Như vậy chỗ này bằng 5. 5 thì R của mình là 3. 3 trừ 5 tuyệt đối là bằng 2. Như vậy min là bằng 2, đáp án D. Rất là dễ. Như vậy đó là câu 45 các bạn nhớ nha. Để thầy viết lại lý thuyết 45 này cho con coi nè. Thầy ơi, thầy giảng lại câu 45 được không thầy? Con chưa hiểu lắm. Rồi rồi, thầy giảng 45 chưa? Dạ, con cảm ơn. Con chụp lại cái đề đi, chụp đề 45 rồi xong rồi con đọc cái đề thầy viết xuống dưới cho nên nó dễ con. Cái thầy kéo này kéo xuống mất công mất lâu. Con chụp lại cái đề nha. Chụp đề 45 lại cho thầy đi. Rồi xong chưa? Thầy sẽ kéo xuống rồi viết đề nè. Mi Trâm. Alo. Con đề ấy thầy ơi. À, đã lát thầy dạy luôn, lớn nhất luôn Ngân. Rồi mấy đứa có cái đề đúng không? Mấy đứa đọc 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 cho thầy cái đề thầy biết coi. Cái đề là gì vậy? Đọc đọc thầy cái đề đi con. Cái đề là gì à? Module gì con? Dạ module Z trừ 5 cộng 4 y bằng 3. Trừ 5 cộng 4 y bằng 3. Cộng 4 y bằng mấy con? Dạ bằng 3. Rồi, yêu cầu tìm min max của cái nào, module gì? Dạ tìm min của Z trừ 2 cộng 8 y. Đứa nào đọc vậy? Chung xuyến vậy hả? Dạ con Nhi thầy. À Uyên Nhi, ok. Rồi, giờ tụi con coi nè, cái dạng toán này rất là dễ nha. Bây giờ thầy dạy tụi con cái lý thuyết luôn đi. Để mà cái trúng câu này biết làm nè. Thứ nhất á, là mấy đứa sẽ đi tìm cái thầy thằng này á, là tâm và bán kính. Tâm y là 5 với trừ 4, đổi dấu đúng rồi con. Bán kính là cái số phía ngoài, được chưa? Xong, bây giờ vấn đề đặt ra là thầy dạy tụi con cái này trước luôn. Nếu đây là bài hỏi á, min max của module Z thôi. Và min max của cái module Z với một số luôn.
thì mình xử lý như sau. Nếu mà chỉ có module Z thôi á thì max á, max của module Z là gì? Là bằng R cộng cho cái module của cái số phức mà biểu diễn cho cái tâm y, là cái số phức biểu diễn cho tâm y. Biểu diễn cho tâm y là Z0 nè, là module của Z0. Mà module Z0 là bao nhiêu tính luôn tụi con? Là bằng nhiêu? Là 5 bình, 5 bình cộng cho trừ 4 bình, đúng không? Là 4 bình đó. Đó, hiểu chưa? Còn nếu min, min là bằng trị tuyệt đối của hiệu module Z0. Ok chưa? Rồi, đó, đó là cái đối với chỉ có module module Z thôi. Còn nếu mà người ta yêu cầu module của Z trừ cho 2 cộng 8y thì tụi con đi tìm cái điểm giống như tâm đó con, là điểm G đi, thì đổi dấu ra là 2 với trừ 8, thì lúc này max max của thằng này nè là bằng R, R đây nè tụi con, cộng cho cái độ dài đoạn thẳng EG, hai cái tâm nối lại. Còn nếu min là bằng R trừ cho EG tâm nối lại tuyệt đối. Rồi, ok, hiểu chưa? Hiểu chưa mấy đứa? Đó, đó là cái dạng toán tụi con nhớ không? Rất là dễ. Cái đề bài nó cho tụi con tìm tâm và bán kính. Sau đó, chúng ta xác định nếu đề bài hỏi module của Z thôi. Module của Z thôi. Thì chúng ta lấy R lớn là bán kính cộng với module của cái tâm Y là điểm biểu diễn bởi một con số phức Z á. Đó. Sau đó chúng ta lấy là max, còn min thì là tuyệt đối của R trừ, tại vì min là số dương mà, thì bắt buộc mình dùng tuyệt đối để cho nó ra số dương á. Tương tự như vậy là đối với trường hợp là min max cho cái module của Z nhưng mà trừ cho một cái số phức khác, thì cái số phức khác đó tôi còn biểu diễn bởi cái tâm Y, tâm G á. Tâm G đổi dấu là 2 trừ 8. Rồi sau đó con dùng max min. Đó. Giờ bài này thầy áp dụng lại cho các bạn coi. Thì cụ thể bài này như sau. Rồi, cụ thể bài này tụi con nhìn min là đúng không? Là tuyệt đối đúng không? Trừ. Thì R của thầy là bằng 3 nè, con thấy không? Trừ. Điểm Y, điểm G có nè, thấy không? Đó, tính độ dài EG ra. EG bằng K bậc 2 của hoành trừ hoành là bằng 3 bình phương lên là 9, tung trừ tung là 4 bình phương lên là 16. Như vậy nó là 5. Như vậy 5 tuyệt đối, 3 là bằng 2. Hiểu chưa tụi con? Rất là đơn giản. Ok chưa? Đó. Ai hiểu bài này rồi cho thầy con số 4 coi. Con thấy đề đề năm ngoái trường mình ác không? Ra ác chiến không? Đó, có những câu như thế này đòi hỏi tụi con phải có một cái kinh nghiệm. Rồi, cho thầy con số 4. Rồi, ok. Rồi thầy lướt qua bài khác, tụi con có lát để dành thời gian tụi con coi video con nha. Rồi, bây giờ chúng ta qua câu tiếp theo. Đó là câu 46. 46 là một câu rất là hay. Cho đường thẳng D1 và đường thẳng D2. Đường thẳng D đi qua điểm A và cắt D1 với D2 lần lượt tại hai điểm B và C. Rồi bài này mà ngồi đi viết cái phương trình đường thẳng D là hết giờ luôn, khỏi làm luôn. Đường thẳng này cho nè, cho đây. Như đây. Đây là đường thẳng D1. Đây đường thẳng D2. Hai đường thẳng này thì nó sẽ là cần kiểm tra thứ hai thẳng này chéo nhau hay là cắt nhau. Về vector chỉ phương của nó là khác rồi đó, 1 trừ 1 2 2 4 2. Như vậy điểm 4 4 thế vô là bằng trừ 1 phần 2. Rồi, hai thẳng này chéo nhau nha. Hai đường này chéo. Thì đường thẳng D đi qua điểm A. Đi qua điểm A 5 trừ 3 5 cắt D1 D2 tại hai điểm BC. Như vậy bài này á, hai cái đường thẳng này chúng ta cũng không có phải là song song nên không dùng tỷ lệ được. Qua điểm A
nên bài này chúng ta phải dùng cái tỷ lệ theo ta tam vector thuận cùng phương này, viết viết cái phương trình đường thẳng D ra. Bài này hơi khó đối với tụi con nha. Rồi để thầy viết cho mấy đứa con nè. Đường thẳng D đi qua điểm A. Thì bây giờ chúng ta gọi cắt cắt D1 tại D, BD đúng không? Thì thầy gọi điểm B có tham số hóa đi là 4 cộng T trừ 4 trừ T 6 cộng 2T. Rồi tính vector AB. Rồi lấy điểm B trừ ra là T cộng 4 là T trừ 1 nè. Trừ T trừ 4 trừ T trừ trừ 3 nữa là trừ 1 trừ T nè. 1 cộng 2T nè. Rồi đó là tọa độ vector AB. Tương tự điểm C. Điểm C tham số hóa là 5 cộng 2T phẩy 11 cộng 4T phẩy và 5 cộng 2T phẩy. Như vậy thì tính vector AC. Tính vector AC là lấy trừ là 2T phẩy 2T phẩy 4T 4T phẩy cộng 14 và 2T phẩy. Quá đẹp luôn. Rồi, thầy lập tỷ lệ cùng phương. Vector AB nó cùng phương với vector AC nên thầy có cái tỷ lệ. Rồi, tỷ lệ nè. Hoành chia hoành là T trừ 1 chia cho 2T phẩy. Nó sẽ bằng tung chia tung là trừ 1 trừ T chia cho 4T phẩy cộng 14 cao chia cao 2T cộng 1 chia cho 2T phẩy. Như vậy thầy dựa vào hai cái này nè, thầy giải ra rất kết quả rất là nhanh, rút gọn 2T phẩy luôn, thầy được là 2T cộng 1 bằng T trừ 1. Như vậy suy ra T sẽ bằng trừ 2. Thấy chưa? T mà bằng trừ 2 thì chúng ta giải thế đây để giải ra một đứa nè. Rồi thầy làm nha, dùng 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 cái cặp này. Dùng cặp này giải ra. Thì thầy được là T mà bằng trừ 2 thì trên tử sẽ là trừ 3 phần 2T phẩy. Rồi T là bằng trừ 2 thì đây sẽ là bằng 1. Trừ 1 trừ trừ 2 là 1 chia cho 4T phẩy cộng 14. Giải ra T phẩy nha. Quy đồng qua là trừ 12T phẩy trừ 42. Còn cái này là 2T phẩy. Vậy chuyển vế qua được là 14T phẩy bằng trừ 42. Như vậy T phẩy sẽ bằng trừ 3. Ok chưa? Như vậy T phẩy mà bằng trừ 3 thì thầy có được độ dài ABAC luôn nè, tỷ lệ ABAC tôi thấy không? Thế vô, thế T vô, T mà bằng trừ 2, chỗ này nha, T bằng trừ 2, thì thầy được là trừ 3, trừ 2 vô là 1, trừ 2 là 4 là trừ 3, đó, xong một em, thấy chưa? Rồi, em này, T phẩy bằng trừ 3, thì ra trừ 6, trừ 3, trừ 12 ra 2. Cái này nữa là trừ 3 là trừ 6. Rồi tính độ dài luôn. Độ dài thằng này á. Ô thằng này thấy con hai con tụi con thấy nó làm sao ta? Mấy đứa thấy nó làm sao? Phải gấp đôi không mấy đứa? Tỷ lệ gấp đôi không? Như vậy AB của mình nó sẽ bằng một nửa của AC. Đáp án là câu A. Rất là hay. Tính tọa độ ra thấy không? Trừ 3, 1, trừ 3, trừ 6, 2, trừ 6. Như vậy gấp đôi nên độ dài nó cũng là gấp đôi. Được chưa nè? Rồi, các bạn coi lại kỹ bài này chút xíu cho thầy nha. Bài này nó hơi khó một chút xíu. Mà ai hiểu được bài này rồi cho thầy con số 1. Coi bài này hơi cực, tính phải nhanh chút xíu. Ai hiểu bài này cho thầy con số 1.
Đầu tiên tụi con xây dựng đi qua hai điểm cắt D1, cắt D2 là chúng ta tham số hóa tọa độ hai điểm B và C. Sau đó tính cái vectơ AB tính vectơ AC ra, lập tỷ lệ để sao cho, tại vì sao nó cùng nằm trên đường thẳng D nên nó sẽ cùng phương, cho nó lập tỷ lệ nó sẽ bằng nhau. Và từ đó chúng ta giải ra T và T phẩy, rồi thế ngược lại ra nó tính độ dài nhưng mà không tính luôn. Thì khi ta thế vô tính thấy cái tỷ lệ vectơ của nó rất chênh lệch nhau là -2, trên lệch nhau 2 lần. Thì vậy suy ra AB chia cho AC bằng một một nửa. Ai hiểu bài này với thầy câu số 1 coi nè. Câu 4 và 6. Chà, không ai hiểu luôn hả? Mời Quỳnh Anh, mời anh hiểu hả? Ok nha. Dạ, thầy ơi, con muốn hỏi cái bài này một chút, là ý là con không hiểu cái khúc mà B với C ấy, thầy, sao mình biết nó là cái. À, cái này là cái kỹ năng rất là quen mà con Quỳnh Anh. Cái này là con nhớ là cái hai đường thẳng mà cắt nhau tại một điểm thì điểm đó sẽ thuộc vào đường thẳng D1 đúng không? Mình đang tìm đường thẳng D mà, nên mình không sử dụng đường thẳng D được. Tại vì nó cắt với D1 thì nó sẽ thuộc vào đường thẳng D1. Mà thuộc vào D1 thì mình sẽ gọi tham số hóa tọa độ của điểm điểm B tạm thời là toàn bộ cái vế phải của cái phương trình tham số đó con. Hiểu không? Cái bài giảng toán này bữa thầy dạy được con rồi mà. Tham số hóa tọa độ anh Phụ Đan. Rồi nếu 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 không hiểu thì lát con coi lại rồi coi nha. Giờ nó từ qua bài khác đó, tao ôm bài dễ tụi con. 47 đây là bài dễ nè. Sao cho hai vectơ vuông góc thì tích vô hướng bằng không. Rồi chúng ta thế vô. Hoành nhân hoành là 2, tung nhân tung là trừ 1, cao nhân cao là 2m bằng không. Như vậy giải ra m sẽ là trừ 1 phần 2. Đáp án là câu A. Rất là đơn giản nha. Thầy qua tiếp tục. Câu 48. Ồ, câu này câu chừng ngày mai là ra là trúng đề nữa là mấy đứa. Câu này nhớ bữa trước thầy ôm rồi con y chang không? Rồi, trước hết câu này thầy muốn dạy tụi con cái gì? À, bài này hơi cực một chút xíu, chúng ta phải xử lý ở chỗ đây trước. Chúng ta phải đặt t là bằng 6x trước, tại vì áp dụng công thức của chúng ta chỉ dùng cho chữ biến x biến t thôi, không dùng cho 6x. Như vậy thì dùng phương pháp đổi biến trước. Như vậy chỗ này là dt chia 6 thì bên này là dx. Và x lúc này sẽ bằng t chia 6. Vậy thầy thế cộng vô là từ 0 đến 6. Được chưa? Tại vì khi mà t là bằng x bằng 1 thì t bằng 6, x bằng 0, t bằng 0. Và chỗ này là ft. 6 6 6x là t, rồi x là bằng t chia 6. Nên 1 phần 6 ở phía trước. Rồi dx là dt chia 6 nữa, như vậy 6 với 6 là 36, vậy là dt bằng 1. Nên từ đó suy ra tích phân đi từ 0 đến 6 của t ft dt đáy qua sẽ bằng 36. Được cho tụi con, đó là cái đầu tiên giải thiết. Còn cái này mới dạy tụi con rồi, công thức rất dễ. Bằng cái gì? X bình Fx giữ nguyên cộng đi từ 0 đến 6 trừ. Rồi, Fx đạo hàm rồi để yên. Còn x bình chưa đạo hàm thì đạo hàm là 2x dx cộng đi từ 0 đến 6. Ok chưa? Rồi, thế số vô chỗ này. 6 bình phương lên là 36. F vô là F6, không thế vô là 0. Mà F6 cho bằng 1 rồi. À, F6 cho bằng 1 rồi. Nên chỗ này sẽ bằng 36 luôn. Tiếp tục, chỗ này dấu trừ 2. Tụi con thấy không? TDT FT 0 đến 6 thì cũng là 0 đến 6 XFX DX y chang luôn. Như vậy chỗ này sẽ là thế vô kết quả là 36. Thế vô này 36 y chang. Rồi, chỗ này trừ 36 với 2 là trừ 72. Mà 36 trừ 72 là trừ 36. Đáp án đúng là câu C. Đây là một câu rất hay và đòi hỏi tụi con nó có một chút kỹ năng cơ bản của câu này. Ai hiểu câu này rồi cho thầy con số 5. Câu này chỉ khác một chút xíu là tụi con sẽ dùng phương pháp đổi biến thôi nha. Dùng phương pháp đổi biến trước khi chúng ta sử dụng công thức nha. Rồi, tiếp tục. Chúng ta tới câu 49, 49 và 50. 49 thì câu này nó hơi cực một chút xíu khi đề bài cho cái nguyên hàm.
để thầy lấy cái hình này xuống dưới cho con dễ coi đi. Rồi. Rồi có 49 là tụi con. À, khi mà đề bài làm như vậy á thì chúng ta phải xử lý bài này như sau. Bài này thầy biết bấm máy tính được bấm, được con ai bấm tính được bấm ha. Rồi. Nguyên hàm của 1 chia cho x mũ 3 x bình cộng 1 nha. Dx chúng ta làm sao? Bài này nó phân tích hơi cực ha. Rồi thầy dùng này x bình cộng 1 trừ cho x bình chia cho x mũ 3 x bình rồi coi bài này cách làm hay coi. À, thôi thầy làm bài này trước đi, lát thầy chỉ cách khác đi. Cộng 1. Rồi, thầy tách ra rồi con tách mẫu ra. Tách mẫu ra mấy đứa. Đó, nguyên cái này nè, tách với cái mẫu này thì nó sẽ ra được là 1 phần x mũ 3. Thấy không? Còn nguyên cái đám này á, thì thầy rút gọn cái này với cái này nè. Thì còn lại 1 phần x x bình cộng 1 dx. Ồ, thôi làm cách này nó phức tạp quá. Thôi để thầy chỉ con cách hay hơn cho. Cách đơn giản cho mấy đứa luôn ha. Rồi. Nhìn nè mày thưa con. Thầy sẽ làm như sau nè. Cách này nó hơi kiểu là tư duy nhiều hơn. X bình cộng 1. Cái này x mũ 3 đúng không? Giờ thầy thêm bước cho nó dễ làm nè. X mũ 4. X bình cộng 1. Thì x mũ 3 mà thành x mũ 4 thì thầy nhân thêm chữ x. Thấy chưa? Rồi, thầy đặt t. Là x bình cộng 1. Để suy ra thầy được cái gì? DT chia 2 chính là x dx. Và chỗ này x bình sẽ bằng t trừ 1. Vậy thầy thế vô. Trên tử là DT chia 2 là 1 phần 2. Với mẫu là t trừ 1 tất cả bình. Tại vì x mũ 4 là t trừ 1 là x bình tất cả bình. Còn thằng này là t. Thấy không? Tại vì x bình cộng 1 là t. Rồi, tiếp tục thằng này thầy làm cái gì nữa? Thầy sử dụng phương pháp tách cho nó dễ làm. 1 phần 2 giữ nguyên. Bài này hơi cực một chút xíu cho đối với tụi con nha. Là t trừ cho t trừ 1 chia cho t trừ 1 tất cả bình nhân t. Rồi, nó tiếp tục nó bằng dt 1 phần 2. Rồi tách ra t chia t là còn lại 1 phần t bình, mà dùng phương pháp tách mẫu đó nha. Trừ cái này với cái này rút gọn thì còn lại 1 phần t trừ 1 nhân t. Rồi tiếp tục chúng ta áp công thức và đồng nhất thức. Hoặc là tính nhẩm cũng được. Bằng 1 phần 2. Nguyên hàm của cái thằng 1 phần t bình là trừ 1 phần t trừ 1. Còn phía sau là trừ. Cái này có công thức luôn mấy đứa. Công thức bữa nay chỉ tụi con rồi đó. Ln trị tuyệt đối t trừ 1 chia t một phần a nhân d trừ b nhân c là 1 luôn nha tụi con. Như vậy nó sẽ là 1 phần 2 cho phân phối vô trừ t trừ 1 chia mẫu trừ 1 phần 2 ln tuyệt đối t trừ 1
trừ trừ hình cộng 1 phần 2 lên là trừ t, với t là x bình cộng 1 trừ 1 phần 2 x bình cộng 1 trừ 1 là x bình nè, trừ 1 phần 2 x bình cộng 1 trừ 1 là ln x bình nè, đó cộng 1 phần 2 là ln tuyệt đối của x bình cộng 1 nè. Rồi chúng ta khai triển ra có đáp án sao? Một phần hai, một phần trừ một phần hai x bình, như vậy a của mình là một phần hai, lúc này a của mình sẽ là một phần hai. Tiếp tục trừ b là n tuyệt đối x, như vậy số 2 này nè tụi con, số 2 này sẽ đưa ra ngoài luôn, rút gọn luôn là còn trừ một thôi, là n tuyệt đối với x, như vậy b của thầy là trừ b, vậy b là bằng một, thấy không? Tiếp tục c là 2c, 2c ln 1 cộng x bình, thì 1 x bình tuyệt đối cũng là chính là không cần tuyệt đối cũng được, mà 2c mà bằng 1 phần 2, suy ra c là 1 phần 4, mà này ra ác quá ha, c sẽ ra 1 phần 4, thấy không? Như vậy ba thằng này cộng lại 1 phần 2 cộng cho 1 là 3 phần 2, 3 phần 2 cộng 1 phần 4 quy đồng lên 2 nữa là 7 phần 4. Bài này hơi ác của con á, tính toán hơi ác luôn á, bài này ác chiến đó nha. Đáp án câu 49 là câu A, tụi con coi lại nha. Và tương tự như câu 50 cũng vậy, là viết phương trình đường thẳng đi qua điểm M, cắt cả D1 và D2, thì giống như cái bài hồi nãy thầy dạy tụi con là tính tỷ lệ AB á, AB với BC không, y chang luôn. Còn viết phương trình đường thẳng đó thì chúng ta lấy cái điểm cắt với D1 tham số hóa tọa độ, cắt với D2 tham số hóa tọa độ, rồi tính với vector MA, MB á, tỷ lệ và lập vector ra ra kết quả thôi. Bài này không không khó lắm nha, nó y chang như vậy, nó hơi dài thôi. Rồi mình kết thúc cái bài ngày hôm nay, nguyên cái đề thi học kỳ 2 năm ngoái của trường mình, đề này nó hơi kiểu kiểu là rắc rối cho tụi con trong quá trình làm bài á, nếu chúng ta không vững kiến thức là nó dễ bị sai vô cùng luôn. Rồi bây giờ chúng ta kết thúc đề này để mà mình qua cái đề mới, qua cái đề mà thầy dạy tụi con những một số bài kiến thức lý thuyết cơ bản nha. Rồi tụi con tạm thời thầy sẽ tắt cái mic này để thầy mở qua cái mic khác, để nó không bị giới hạn về thời gian 1 tiếng đồng hồ nha. Rồi tụi con chờ thầy chút xíu.